10 điều người lớn cần học từ trẻ nhỏ. 1. Mỗi ngày đều là một khởi đầu mới. Mỗi ngày với trẻ là một trải nghiệm hoàn toàn mới, nên có thể bắt đầu ngày mới bằng một khởi đầu mới, đầy hứng khởi và tích cực. 2. Hoạt động sáng tạo rất tốt và vui. Trẻ thường thích khám phá, sáng tạo những điều mới mẻ. Càng lớn, chúng ta càng không dành nhiều thời gian cho những hoạt động sáng tạo, trong khi điều này rất cần thiết cho cuộc sống. 3. Dũng cảm. Người lớn thích để ý đến suy nghĩ của người khác trước khi hành động, vì thế mà trở nên dè dặt, trong khi trẻ nhỏ rất can đảm, dám thể hiện mình, không để ý đến lời chế giễu. 4. Cười tươi mỗi ngày. Một trong những điều thú vị ở trẻ nhỏ là chúng có thể tìm thấy niềm vui ở mọi lúc, mọi nơi. 5. Năng động. Năng động, chạy nhảy là điều trẻ nhỏ làm rất tốt mà chúng ta cũng phải học hỏi để chủ động rèn luyện cơ thể mỗi ngày. 6. Nuôi dưỡng tình bạn. Trẻ con cảm nhận niềm vui thật sự khi chơi cùng bạn bè và rất thích kết bạn mới. Ai cũng cần bạn bè trong đời, người lớn cũng như vậy. 7. Làm anh hùng. Khi trưởng thành, chúng ta không còn muốn tỏ ra tự phụ, khiêm tốn là tốt, nhưng không có nghĩa là tự hạ thấp chính mình. Đôi khi, hãy đừng ngần ngại làm anh hùng. 8. Sẹo là biểu tượng vinh quang. Khi lớn lên, mỗi vết thương đều là bí mật bởi không ai muốn trở nên yếu đuối. Nhưng với trẻ con, sẹo không chứng tỏ sự yếu đuối, nó là biểu tượng của một câu chuyện đáng tự hào. 9. Khám phá nhiều điều mới. Khi đã lớn, chúng ta chấp nhận gắn liền với nơi quen thuộc, an toàn và không mạo hiểm ra ngoài. Nhưng hãy nhớ rằng, cuộc đời là sự học hỏi không ngừng và không khám phá điều mới thì không thể tiến lên được. 10. Trân trọng những điều nhỏ. Cuộc đời sẽ đẹp hơn biết bao khi chúng ta có thể nhận ra những phép màu đơn giản quanh ta. Giống như cách các bạn nhỏ luôn thích thú với những thứ dù là nhỏ nhất.